Thông tin về thời tiết là cập nhật không thể thiếu vào đầu ngày mới. Miền Tây nắng khô kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Diễn biến cụ thể ra sao chị Hồng Quyên? Xin kính chào quý vị khán giả của miền Tây hôm nay. Hiện nay thì cảnh báo cháy rừng đã được Cục Kiểm Lâm đưa ra trên diện rộng ở toàn bộ 13 tỉnh thành của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quan sát ở đây quý vị cũng có thể thấy có hai màu sắc, màu vàng tương ứng với cảnh báo cháy nguy hiểm ở mức cấp 4 và màu đỏ tương ứng với mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm ở mức cấp 5. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý ở những nơi có màu đỏ như là An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Dự báo thời tiết ở khu vực miền Tây sẽ tiếp tục khô nóng kéo dài. Ngay trong ngày hôm nay, một số nơi như là tại Tân An và Vĩnh Long chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Còn lại các nơi khác, mức nhiệt cũng khá cao, phổ biến từ 33 đến 34 độ C. Và độ ẩm ở hầu khắp các nơi thì đều dưới ngưỡng 58%. Thời tiết khô nóng kéo dài liên tục hàng tháng trời khiến cho các lớp thực bì ở những cánh rừng bị khô nỏ rất là dễ bén lửa. Vì vậy, để có thể giảm thiểu nguy cơ cháy rừng thì việc mà chúng ta xử lý thực bì là cực kỳ quan trọng. Sau khi mà chúng ta phát những cái lớp thực bì này xong thì cần phải phơi khô và vung thành những băng rộng như thế này, khoảng từ 2 đến 3 mét. Mỗi một băng thì cách nhau khoảng từ 5 cho tới 6 mét. Còn đối với những băng nào mà quý vị vung lại nó nằm ở gần bìa rừng thì chúng ta phải dời xa ra ở vị trí khoảng từ 15 cho tới 20 mét. Thời điểm đốt thì chúng ta cần phải đốt vào lúc gió nhẹ vào buổi chiều tối hoặc là sáng sớm. Và theo quy tắc đốt như sau, chúng ta đốt lần lượt từng băng và từ trên xuống dưới. Trong quá trình đốt thì liên tục phải có người canh gác. Vị trí ở khoảng cách mỗi người phải tầm từ 10 cho tới 15 mét. Sau khi mà đốt xong thì chúng ta phải kiểm tra lại toàn bộ khu vực cho tới khi mà lửa đã tắt hẳn thì mới được ra về. Còn về diễn biến thời tiết tại thành phố Cần Thơ, dự báo là từ giờ cho tới trưa, nắng sẽ liên tục xuất hiện cho nên đẩy nền nhiệt độ sẽ tăng cao từ 27 độ C lên cao nhất ngày là 34 độ C vào lúc 1 giờ chiều. Và đến tối và đêm, không khí mới bắt đầu dịu hẳn khi nhiệt độ giảm xuống. Tiết trời nắng ráo thì cũng sẽ duy trì ở thành phố Phú Quốc trong ngày hôm nay. Buổi trưa quý vị sẽ cảm giác hơi nóng khi mà nhiệt độ lên cao nhất là khoảng 33 độ C. Tàu thuyền mà ra vào đảo Phú Quốc hay cũng như ở Nam Du và Thổ Chu, thời tiết tương đối ổn định, gió khoảng cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau thì lưu ý là có gió đông bắc tiếp tục thổi mạnh, gió khoảng cấp 6, giật cấp 7, biển động.